Xin chào các bạn, mình tên là Thu Trang, đến từ ngành Thái Lan học, khoa Đông Phương học. Cảm xúc tôi bây giờ vẫn rất là vui mừng, hạnh phúc và vẫn không tin vào đó là sự thật. Tại vì lúc đó thì bài thi của mình không quá là xuất sắc, nhưng mà khi mà nghe tin mình được xướng lên thì cũng thấy rất là vui. Vui vì đã tự vượt qua bản thân mình, vui vì đã đem được giải thưởng về lại cho ngành và nhà trường. Và trong cuộc thi lần này thì ngoài mình, một bạn cùng lớp thì còn có ba em nhỏ năm dưới. Thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào buổi tối, khi mà buổi tối đầu tiên ở Hà Nội thì năm chị em đã phải cùng dắt díu nhau tự thông vận động, kiếm được quán ăn rồi còn lại kiếm tiệm để mua áo trắng cho các em nhỏ. Thì mặc dù trước đây thì không thân lắm, nhưng mà qua ngày hôm đó thì cảm giác như là năm chị em cảm thấy thân thiết hơn. Được kết quả như hôm nay thì em phải gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán Thái Lan cũng như Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, là những người đã tạo điều kiện cũng như tạo cơ hội cho em được học tập, rèn luyện cũng như thực hành tiếng nói, tạo nhiều chương trình để chúng em có cơ hội được sử dụng tiếng Thái trên đất Thái. Bên cạnh đó, tụi em cũng phải gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã luôn động viên và ủng hộ cho các em. Và cuối cùng, em phải gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất cho tới các thầy cô của ngành Thái Lan học, khoa Đông Phương học, đặc biệt là thầy Khải, thầy Hiển, cô Phúc cùng các thầy cô tình nguyện viên đã luôn hỗ trợ dạy dỗ chúng em trong suốt 4 năm học vừa qua. Thật sự thì lúc đầu ngành Thái Lan học không phải là lựa chọn đầu tiên của mình khi vào khoa Đông Phương học. 4 năm về trước thì bản thân mình vẫn còn hiểu nhầm là ngành Nhật Bản học vẫn nằm trong khoa Đông Phương học và ngành Nhật Bản học mới là sự lựa chọn đầu tiên của mình. Nhưng vào ngày đầu tiên vào khoa thì được các anh chị năm trên hướng dẫn và trình bày thì mình mới biết là lúc này khoa chỉ có 6 ngành. Thì ngay lúc đó thì cũng có vẻ hơi bàng hoàng và đã quyết định liền là chắc mình sẽ chọn ngành Úc, tại vì những ngành còn lại khá là lạ lẫm đối với bản thân mình. Nhưng mà mọi chuyện thì không như mình nghĩ. Thì khi mà vào ngày đón tân sinh viên thì sau khi lần lượt nghe 6 thầy cô của 6 ngành giới thiệu về ngành cũng như là cơ hội nghề nghiệp trong tương lai thì mình cảm thấy rất là ấn tượng với hai ngành đó là Thái Lan và Indo. Và quyết định cuối cùng của mình là vào ngành Thái Lan học. Và tới bây giờ thì mình không và cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa hề cảm thấy hối hận khi đã bước chân vào ngành Thái học này. Khi mà bước vào cái màn giới thiệu của ngành Thái Lan học thì ấn tượng đầu tiên là mặc dù thầy Khải là người Việt Nam nhưng mà thầy bước vào thì nguyên cả hội trường ai cũng nghĩ thầy là người Thái. Và khi thầy cất tiếng nói lên là xin chào các bạn thì cả hội trường đều vỡ òa trong ngạc nhiên. Rồi khác với những ngành khác thì thường phần lớn sẽ giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp hay là định hướng tương lai của ngành Thái Lan học, của ngành học thì thầy giới thiệu cho các bạn tự biết về tên đầy đủ của thủ đô Bangkok với một tên dài, một cái tên rất là dài. Đó là sự ngạc nhiên đầu tiên. Và nhưng thứ hai nữa là thầy không có giới thiệu về tương lai nghề nghiệp của ngành, nhưng mà thầy sẽ giới thiệu là học tiếng Thái các bạn thì cảm thấy khó ở chỗ nào. Các bạn cảm thấy là học tiếng Thái rất là dễ, rất khó nhưng mà cũng rất là dễ, tại vì cơ bản tiếng Thái rất giống với tiếng Việt. Và đó là điều mà bất kỳ một sinh viên nào khi mà lựa chọn một ngôn ngữ đều rất là quan tâm, là ngôn ngữ đó mình học sẽ khó hay là không khó. Gần đây nhất trong tương lai của mình là tiếp tục học lên thạc sĩ vì có niềm đam mê với việc giảng dạy và muốn đưa tiếng Thái trở nên phổ biến hơn.